Vừa rồi là một tình huống phóng thành công của Như Thành. Đã sẽ con thông lao rất nguy hiểm, khoan hô giữa hồng sân. Một tình huống cứu thua xuất thần của người chiến sĩ khung thành đội tuyển Việt Nam. Đó là pha bóng mà Suti Susamkit vẫn nguy hiểm như thường lệ khi anh có mặt trong khu vực 16m50 của đội tuyển Việt Nam. Đã cùng sau này tình huống này, lại thêm một đường truyền của thông lao. Hồng Sơn quá nhanh ở trong pha phản xạ vừa rồi. Dù nhiều cầu thủ đã gặp phải những chấn thương trong những tình huống như vậy. Không có bàn thắng, hoan hô Hồng Sơn. Lại một lần nữa Hồng Sơn có sự phản xạ tuyệt vời. Cú đánh đầu pha bóng vừa rồi là của Phước Tứ. Bây giờ sẽ cần phải có sự thay đổi người. Sự thay đổi người sẽ có tác dụng làm giảm bớt đi sự hưng phấn đang lên cao từ phía cầu thủ Thái Lan. Và khoảng thời gian mà Minh Đức vào sân để thay người cũng sẽ giúp cho Hồng Sơn, Phước Tứ, Như Thành cùng với rất nhiều những cầu thủ Việt Nam khác lấy lại được sự bình tĩnh và tự tin. Họ đã duy trì được rất tốt ở trong trận đấu này. Nhìn về mặt của Hồng Sơn thì tất cả đều hiểu là anh đang rất tập trung. Không vào! Hồng Sơn vẫn duy trì được sự nhạy cảm của mình mà chúng tôi đã từng nói. Nếu như các cầu thủ Thái Lan tung ra cú dứt điểm thì anh cũng ngay lập tức đổ người. Trong bàn thua của đội tuyển Việt Nam, Hồng Sơn cũng đã phản xạ rất tốt. Và chúng ta chỉ thua bởi một chút thiếu may mắn.